hùng hồ kiêu ngạo. Cùng nhau thử sức với các câu đố xếp hạng nhất nhé. Lịch nào dài nhất? Lịch sử. Xã đông nhất là xã nào? Xã hội. Con đường dài nhất là đường nào? Đường đời. Quần rộng nhất là quần gì? Quần đảo. Cầu gì ngắn nhất? Cầu chi điện. Cam gì to nhất? Campuchia. Biển bé nhất là biển gì? Biển báo. Chuột gì mà người ta sờ vào nhiều nhất? Chuột máy tính. Cà gì người ta ghét nhất? Cà chớn. Gà gì nổi tiếng nhất? Gà rán KFC. Đi nhanh nhất và nhiều nơi nhất là con gì? Con tem. Nhà hàng nào ít món ăn nhất? Nhà hàng xóm. Tiếp tục với các câu đố xếp hạng nhất nè. Đầm gì rộng nhất? Đầm sen. Quả to nhất là quả gì? Quả đất. Nước lạnh nhất là nước nào? Nước đá. Chợ gì có nhiều người bệnh nhất? Chợ Rẫy. Xe nào người ta ít muốn đi nhất? Xe tù. Con gì uống được nhiều nước nhất? Con sông. Nhà lớn nhất là nhà nào? Nhà nước. Áo nào con người ta sợ mặc nhất? Áo quan. Mẹ nào con nít sợ nhất? Mẹ mìn. Hoa nào đẹp nhất? Hoa hậu. Ma gì người ta dễ thấy nhất? Ma sơ. Cầu nhiều màu nhất là cầu nào? Cầu vồng. Cách nói xa xôi và lịch sự. Trong một nhà hàng sang trọng, thấy một thực khách đang cố buộc thật chặt chiếc khăn ăn vào cổ. Ông chủ nhà hàng nhăn mặt bảo với anh bồi: "Này này, hãy đến nói với khách một cách xa xôi và hết sức lịch sự nhé, rằng ở đây không nên làm như vậy." Anh hầu bàn đăm chiêu tiến đến gần vị khách kia và hỏi một cách hết sức nghiêm túc: "Thưa, ngài định cạo râu hay cắt tóc ạ?" Bắt khách phải đúng. Thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, ông sếp bực lắm, mới gọi cô ta lại bảo:
Tôi đã nhiều lần lưu ý với cô rồi, là khách hàng luôn luôn đúng. Tại sao cô cứ lại làm căng với ông ta như thế? Dạ thưa sếp, nhưng mà ông khách này cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai lầm ạ. Bà bán kẹo. Tom về xin mẹ một penny. Mẹ hỏi: Thế con đã tiêu gì một penny mẹ cho hôm qua? Dạ con đưa cho một bà cụ già nghèo khổ ạ. Ồ con ngoan lắm. Đây một penny nữa cho con này. Nhưng tại sao con lại quan tâm đến bà cụ ấy thế hả? Dạ vì khi nhận tiền của con, cụ đã cho con một ít kẹo. Sợ cô tủi thân. Để chọn ra một số học sinh cần bồi dưỡng thêm vào dịp hè, cô giáo hỏi: Trong lớp ta có ai nghĩ là mình dốt thì đứng lên cho cô. Cả lớp ngồi yên. Cuối cùng Johnny uể oải đứng dậy. Cô giáo mỉm cười: Ồ, dũng cảm đấy Johnny. Nhưng tại sao em lại nghĩ rằng mình dốt? Dạ thưa cô, em đâu có nghĩ vậy đâu ạ. Nhưng mà chẳng qua em không muốn cô phải đứng một mình thôi. Say what? Thế mà cũng tin. Chàng trai sung sướng về khoe với mẹ: Mẹ, cuối cùng cô ấy cũng đã siêu lòng trước lời tỏ tình của con. Cô ta bảo rằng con là người yêu đầu tiên của cô ấy. Trời ơi, sao con ngốc thế? Đúng là cha nào con nấy. Chàng trai hậm hực: Vì sao ông không muốn gả con gái cho tôi? Tôi không cờ bạc, không rượu chè, không hút sách. Ơ, anh tuyệt vời kệ anh. Tôi không muốn rồi người ta lại lấy anh ra làm gương cho tôi noi theo. Mệt lắm. Mẹ mày bảo chưa cần. Bố ơi, thế ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không? Không. Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ à? Không. Vì mẹ mày bảo tao chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ. Ông xã em number one, hi. Một thương anh biết lau nhà, hai thương đêm đến massage 2 giờ, ba thương tả sữa con thơ, bốn thương nấu nướng khỏi chờ đợi em, năm thương giặt giũ theo kèm, sáu thương tối đến xa kem bắp dầu, bảy thương tắm vợ, gội đầu, tám thương rửa chén bao lâu cũng cười, chín thương bài trả gấp 10, 10 thương lương tháng vui tươi dâng về. Trời ơi, ngó lại thân con, trước nặng 70 giờ còn 42, 10 thương nó kéo dài dài, nó không bỏ sớm con đai tức thì. Ngọc Hoàng Thượng Đế từ bi, đền con em khắc phòng khi về già, em nào chịu khổ lo xa, em nào chịu khó quét nhà lau xe, em nào giặt rũ không ke, nấu ăn rửa chén rượu chè tận tay, tiền lương không biết càng hay, về già bù lại những ngày khổ đau. Con đi từ Bắc vô Nam, Sài Gòn Hà Nội Tháp Chàm Quy Nhơn, Hà Tiên Quảng Trị Đồ Sơn, Hải Phòng Đà Lạt Lạng Sơn Vũng Tàu, Bình Định Phú Quốc Cà Mau. Con gái đều thuộc lầu lầu 10 thương. Con đây bí quá hết đường, trình lên Thượng Đế bồi thường cho con. Ngọc Hoàng nghe chuyện đập bàn, mặt rồng rực đỏ, oang oang hét truyền. Ta đây đồng hội đồng thuyền, mười thương ta chịu, nào phiền đến ai? Đi ngay, đừng nói một hai, đền bù khiếu nại đến tai bà trời. Số ta cũng bị đi đời, xuống dưới dáng sống cầm hơi qua ngày. Khi nào có cái nào hay, thì lên nói nhỏ chỉ ngay ta làm. Nàng mà thôi.
Vợ thì ở nhà to, nhà thuê ta để cho bồ. Vì thế ai ơi cần phân biệt rõ ràng. Vợ cùng ta lúc gian lao, vượt qua sóng gió, ưu phiền chẳng hề lìa xa. Bồ thì ở cạnh ta, một khi tôi đã đầy tiền, bồ bãi bay ta liền nếu tiền rời tay. Nhìn vợ hiền chắc chiều qua từng năm tháng, còn bồ thì say sang còn hơn quý phi. Bao sầu lo của ta có vợ lo cùng, nhưng tới khi sang giàu thì bồ kề bên. Suốt cả đời này vợ vẫn lo toan, bầy con sớm tối thương chồng đi làm về khuya. Bồ thì chỉ bận tâm tiền đâu mua sắm ăn xài, và tới khi hết tiền vội vàng rời đi. Vì thế không thương vợ không là đàn ông.